bạn, tôi đang có mặt tại nhà vườn anh Vân Cám để chia sẻ vườn cây của anh tới quý vị và các bạn. Một số tác phẩm anh cũng đang chỉnh sửa nên là hiện tại quay khá là đẹp. Những tác phẩm lý tưởng. Tác phẩm xanh Nam Điền rất là già vậy, dáng rất là nghệ thuật. Những cái phôi đang đi vào hoàn thiện này quý vị. Cái lối chơi cây của anh Vân là rất đa dạng quý vị. Chia sẻ với quý vị một cái tác phẩm anh mới ký đá này. Cây rất là già quý vị. Rơi vào khoảng 50 phân. Từ bệ lên. Cây mịn tít quý vị, rằm. Đây mới là mặt chính của cái tác phẩm này này. Rất là đẹp vậy. Chia sẻ với quý vị các bạn những cái phôi rất là quý này. Thành quê thôi nhưng mà kinh khủng quý vị. Giả kinh điển. Chào quý vị và các bạn, mà một cái phẩm xanh làm điện cũng khá là đẹp này. Tương đối là hoàn thiện rồi quý vị. Rất là sâu cây. Đang nằm đẹp. Trong vườn anh thì còn rất là nhiều quý vị để mà quay chi tiết thì chắc phải vài cuốn video. Tôi cũng chỉ làm một cuốn chung để chia sẻ với quý vị các bạn. Một cái phô si rất là tương lai này, đang rất là tốt. Tác phẩm Lâm Thân. Nên hoàn thiện đến 80% rồi.
là kinh điển. Các cái đường thân chạy vô cùng khó chịu, làm cắt giật thân nó chút chít vào cái biển. Tác phẩm kinh điển này quý vị. Nhưng mà tiện đây cũng chia sẻ luôn với quý vị và các bạn là cái khu vực ngồi uống nước anh cũng mới dựng hòn Đón Bộ và tiểu cảnh. Thì các bạn cùng ngắm cá chép quay của đền ông Nghe Vân. Nên nhìn đẹp đi. Lắm. Đấy, phóng cái tivi to nhìn trông sướng lắm. Không gian xanh rất là lý tưởng. Quý vị và các bạn cùng ngắm cái quang cảnh trong vườn anh Vân. Tôi cũng xin dừng cuốn video đây. Chúc quý vị và các bạn một ngày thật là niềm vui hạnh phúc. Quý vị và các bạn yêu mến, xin hãy cho một like, một đăng ký, một chia sẻ để ủng hộ kênh. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ kênh suốt thời gian qua.